xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn lon ton cùng mình quay trở lại store của Zara để xem là tháng 5 này họ có những item nào mới không nhá. Wow, đập vào mắt mình là rất nhiều những cái thiết kế mới luôn. Lần trước khi mà mình ghé Zara thì hoàn toàn không có những thiết kế như thế này. Mình thấy là Zara rất là chịu khó cập nhật những cái mẫu thiết kế mới, cập nhật hàng mới. Chúng mình từ từ cùng xem nhé. Chiếc em áo đen này phối với những cái hạt gỗ này. Có cả nhiều thiết kế khác nhau nữa. Mình nghĩ là đợt này Zara có một cái bộ sưu tập mà phối áo váy dây với cả những cái hộp gỗ như thế này này. Có cả những cái màu kem nữa. Đa số là sẽ sử dụng cái vải linen, vải rủ rủ. Nó hơi thô thô. Mình thấy nó cũng tạo thành một cái style rất là hay luôn ý. Có cả những cái set đồ như vậy để phối cùng với nhau. Gen của nó rất là xinh luôn nha. Màu nâu cũng có nữa nè các bạn. Họ phối họa tiết những cái hạt gỗ vào với cả cái thiết kế đầm ấy. Đây là áo dây bằng sợi len này, màu đen và màu vàng rất là chói luôn ý. Mình thấy cũng khá là xinh. Đây là một cái set mà bên Zara họ phối này, một cái áo dây sợi phối với một cái chân váy jean cũng màu be luôn. Đặc biệt mình phải nói là highlight trong cái đợt update lần này là cái khu vực đồ màu hồng. Tất cả mọi thứ đều là màu hồng và màu cam. Rất là nhiều những cái tầm màu hồng. Đấy, ví dụ như là một cái em áo ống cúp ngực như thế này. Chất liệu là lưới này, rất là mỏng nhẹ này. Rồi là cái set đồ này nữa, cũng là một cái em áo crop top dây nhựa, rồi là cũng là vải lưới mỏng và họ phối với một cái chân váy cũng là màu hồng luôn, như vậy rất là nổi bật luôn. Có cả phụ kiện túi xách này cũng màu hồng, màu cam này. Mình không biết là cái trend, mình thấy là cái trend màu hồng này nó cũng khá là lâu rồi ấy. Thế nhưng mà đợt này Zara nó cũng lại vẫn tiếp tục cập nhật những cái item màu hồng này rất nhiều luôn. Mình nhớ trên Facebook mình có coi một cái post là khi mà cái chị đó chị đi Hội An ấy thì chị chọn một cái bộ đầm màu hồng giống như thế này để mặc cho nó nổi bật, nhưng mà thành ra là chị bị đụng hàng rất là nhiều với những cái chị em bạn bè khác cũng đều chọn một gam màu hồng lumino như vậy nữa, cho nên thành ra là chị chụp hình khá là ê chề. Nhưng mà điều đó chứng tỏ một điều là màu hồng nó đang rất hot ở hiện nay, và thậm chí là Zara bây giờ vẫn tiếp tục ra những cái thiết kế mới màu hồng như vậy. Để chứng tỏ là cái độ hot của nó vẫn còn tiếp tục trong một thời gian nữa. Tôi thì mấy bạn cứ tranh thủ ghé đến để lựa vài item. Mình chắc là cũng sẽ lựa về một hai em màu hồng hoặc là như thế nào đấy. Đặc biệt là chiếc túi này mình rất là thích. Tại vì mình không biết nữa, nhưng mà tính mình hơi đồng bóng. Mình thích những cái gì lung linh long lanh như thế này này. Và hơn nữa cái màu hồng khi mà phối vào ở cái túi này á, mình thấy nó chẳng xến một tí nào. Và mình thấy nó rất là hay ý. Rất thích luôn. Vẫn là tiếp tục vào những cái gam màu hồng. Giống như kiểu màu hồng không hồi kết luôn ý các bạn. Thì tạm biệt với màu hồng thì mình chuyển sang một khu vực dịu mát hơn, tức là màu xanh lá cây và màu xanh dương kết hợp với nhau. Cái khu vực này nó tạo cho mình cảm giác rất là biển cả, rất là mát mẻ sau khi mình vừa trải qua một cái khu vực toàn là hồng và cam, toàn là những gam màu nóng nực. Thì qua khu vực này mình thấy nó rất là dịu mát, mình nghĩ là rất là thích hợp để cho các bạn chuẩn bị cho những cái chuyến đi biển này. Thì mình có thể sắm những cái item ở cái khu vực màu xanh này giống như là đầm áo, đầm maxim này, áo dây này, rồi là giày dép nữa, để mình có thể là đi biển thì rất là phù hợp luôn.
nói chung là mình nghĩ là sau một tháng thì ra là nó sẽ chắc là sẽ không còn có quá nhiều item đâu, nhưng mà gần như là lần này mình quay lại thì họ đã cập nhật đa số là những cái item đều là mới hết. Mình cảm thấy là rất là nhiều mẫu mà mình chưa thấy ở cái tập trước, tức là mình chưa thấy ở cái lần trước mình ghé, thì lần này rất là nhiều những cái đồ mới luôn, những cái item phụ kiện cũng rất là mới mẻ luôn. Đợt này mình thấy phụ kiện á, mạ vàng rất là nhiều và đa số là cái nào cũng rất là to, ví dụ như là bông tai hay là dây lưng cũng đều rất là bản rất là bự và to. Có cả những cái chiếc vòng như thế này nữa, rồi mình phối với những cái bộ đồ mà nó hơi cùng màu với cái phụ kiện thì sẽ rất là đẹp. Và đây là họ trưng một số những cái túi sách mà trái dâu này, nó rất là xinh ấy, nói chung là mình thích những cái gì bling bling ấy. Trái thơm này, với cả trái dưa hấu nữa. Tuy nhiên cái item mà highlight nhất và mình ưng ý nhất trong cái lần ghé Zara lần này của mình á, thì là chiếc túi này các bạn ơi. Nó là ngọc này, kết hợp với những cái hạt đá rất là sáng và còn dây xích nữa. Mình thực sự phát cuồng vì cái item này luôn, rất là ưng luôn ý. Mình không biết các bạn là giống mình không, nhưng mà do nó cũng hơi cá nhân, nhưng mà mình rất thích chiếc túi này. Đợt này Zara cũng cập nhật rất là nhiều những cái mẫu short jean, rất là nhiều màu sắc và kiểu dáng luôn. Ở đây có một chiếc jean rất là hay, mình thấy khá là ấn tượng. Nếu mà đồng á thì mình thấy là nó hơi kiểu các vị thần Hy Lạp ha. Còn màu đen thì nó sẽ dễ ứng dụng hơn. Khi mà nhìn chiếc dây này thì mình nghĩ là nếu mà cái dây như vậy thì rất là dễ cuốn, và mình xỏ và rất là nhanh, không cần phải cột dây gì hết, không sợ dây bị tuột nữa. Nhưng mà không các bạn ạ, khi mà mình đi vào mình cuốn từng vòng mình mới thấy là cuốn như thế này nó cũng không nhanh thế nào, tại vì mình phải chỉnh lại cho nó vừa với chân nữa, cho nên là nó cũng không nhanh đâu. Thậm chí là khi mà mình đến một địa điểm nào đó rồi mình muốn tháo giày ra thì nó cũng rất là mất thời gian. Tuy nhiên là mình thấy nó vẫn rất là đẹp. Ở đây mình tìm được một chiếc áo nó giống y chang như cái áo mình đang mặc ngày hôm nay. Tuy nhiên là cái màu nó hơi đậm hơn chút xíu, nhưng mà mình mặc áo của H&M. Còn đây là chiếc áo của Zara, mình thấy nó giống y luôn ý, về chất vải lẫn cái phong dáng luôn, rất là buồn cười. Ở đây có một cái khu vực quần áo rất là kiểu thần tinh tỉ tỉ, màu nhẹ nhàng, màu trắng, nhớ màu rất là kẹo ngọt luôn, cho những cái bạn nào mà thích cái style màu hồng baby ấy. Mình thấy là rất là họ có rất là nhiều những cái màu sắc và những cái thiết kế đa dạng phong phú lắm luôn ý, phù hợp với rất là nhiều kiểu đáp ứng được nhiều màu style khác nhau khác nhau. Ai cũng có thể lựa được điều ra là những người mặc.
thì mình thấy cảm giác nó hơi giống style của Ấn Độ hả, hay là Malay, đại loại vậy. Nhưng mình thấy cũng khá là đẹp đấy chứ. Đây là khu vực đường màu trắng và màu nude. Thì với cái sắc màu này thì lúc nào nó cũng tạo cho mình cái cảm giác là sang trọng này, lịch sự này, rất là trưởng thành. Phụ kiện túi sách lần này mình đi cũng thấy có cập nhật khá khá những cái mẫu mới rất là nhiều luôn. Cái gầm trắng này nhìn rất là thanh thoát, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình bị hội chứng sợ lỗ các bạn ơi. Mình nhìn cái đầm trắng này mình thấy hơi sợ một tí, cho nên mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ mua những item như thế này đâu. Đầm hai dây này nhìn nó cũng rất là lạ ha. Cái màu sắc nó lạ, cái họa tiết nó lạ, với cả cái kiểu dáng thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Mình nghĩ là khá là xinh. Trời ơi các bạn ơi, cái đôi dép này nhìn nó, mình tưởng nó là sự làm bằng sô-cô-la trắng ấy. Rất là lạ. Mình đặc biệt thích cái túi này. Ôi chiếc túi này rất là xinh luôn. Mà cái màu của nó mình cũng ưng nữa. Thường là cái mây này người ta sẽ phối với những cái màu nâu nó đậm hơn. Mà mình nghĩ hình như là cái túi này nó cũng có một cái phiên bản màu nâu đậm. Nhưng mà cái phiên bản màu kem này mình thấy rất là ưng luôn. Rất là xinh xắn. Nó sẽ dễ phối đồ hơn với cái phiên bản màu nâu, mình nghĩ vậy. Và nó cũng không bị quá là già. Mình thấy rất xinh luôn ý. Mình nghĩ đợt này ra là họ có cho ra mắt một bộ sưu tập áo thun in hình như thế này, in hình những cái cô gái mà rất là trendy như vậy á. Mình thấy là có khá là nhiều hình in áo, một chiếc áo thun basic đơn giản thôi với nhiều hình in khác nhau. Mình nghĩ là mặc thì cũng sẽ rất là hay. Những chiếc áo thun như vậy thì họ ra rất là nhiều những cái quần short jean đủ màu sắc luôn. Như mình đã nói rồi ở đầu video thì lần này rất là nhiều những quần short và những cái quần giả váy như vậy. Nếu bạn nào thích cái style này thì hãy nhanh chóng đến Zara đợt này ngay để hết về mấy em, tại vì mình thấy rất là nhiều mẫu luôn, chắc chắn là các bạn sẽ dễ dàng để chọn lựa luôn ấy. Đấy các bạn thấy không, rất là nhiều màu sắc này, kiểu dáng này, jean bình thường, jean trơn cũng có, jean rách cũng có. Và mình phát hiện được một cái đôi sục này đế bằng gỗ và chất liệu là da lộn, và đi mang rất là êm chân nha các bạn. Tuy nhiên là mình cũng chưa biết là sẽ phối với cả cái đồ gì, nhưng mà mình đánh giá cao ở cái đoạn là rất là êm. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều những cái kiểu dép bệt khác nữa. Đây là cái phiên bản màu nâu đậm của cái chiếc túi vừa nãy ấy. Thì nó thiết kế thì giống nhau, nhưng mà cái mây đan lát thì nó cũng hơi khác một chút. Mình vẫn thích cái màu kia hơn ấy. Thì ra nào đợt này mình thấy họ có do ra một cái thiết kế áo bơi mới. Mình nghĩ là cái này không gọi là bikini, là áo bơi đúng không? Nó có màu trắng, màu đen và màu xanh với cái thiết kế liền, và có một cái hoa rất to ở ngực. Riêng cái phiên bản màu hồng thì là sẽ là hai mảnh bikini mà có mảnh trên, bông hoa ở trên và cái quần ở dưới. Cái item áo khoác sợi này đang được highlight để ở vị trí trung tâm luôn. Và mình thấy là
cái kiểu dáng thì nó cũng bình thường thôi. Cái kiểu dáng áo khoác vải sợi thì nó cũng không còn gì là xa lạ nữa. Thế nhưng mà về cái màu sắc thì mình thấy rất là ưng, tại vì cái màu sắc nó rất là đẹp, rất là chói này, mà nó rất là nổi bật luôn. Nếu mà bạn nào đã có rồi thì vẫn có thể mua thêm trong cái bộ sưu tập áo khoác sợi của mình được. Ở bên này có một số những cái quần dán suông và ống thì rất là to luôn. Mình nghĩ ống là hơn một gang tay của mình luôn ấy. Còn đây là những cái quần short vải rất là nhiều luôn nha các bạn, rất là nhiều kiểu dáng và màu sắc nữa. Nên mình nghĩ là bạn nào là tín đồ quần short á, hay là quần short jean, quần short vải, không thể miss được cái lần cập nhật hàng mới này ở Zara đâu, tại vì rất là nhiều luôn. Mình đến cái khu vực là màu kiểu dạ quang các bạn ạ. Cái khu vực này nó sáng chóa một vùng luôn ý, rất là bắt mắt luôn. Và tuy nhiên là cũng rất là đau mắt luôn ý, tại vì nó quá là nổi bật luôn. Bạn nào chơi trọi cũng có thể là chơi nguyên được một set đồ màu xanh chúa và màu cam như thế này thì quá là nổi bật với đám đông luôn ý. Đó, thực sự thể hiện cá tính mạnh luôn của các bạn. Cái chiếc clutch này nó thực sự nó làm mình kiểu hoang mang, dừng lại khoảng chừng là 2 giây để mở cái clutch này ra, nhưng mà mãi mà mình không mở được. Cái bạn nhân viên thấy mình loay hoay một lúc lại đến hỏi xem là muốn mở ra như thế nào và hướng dẫn mình mở. Nhưng mà quả thật là nó rất là đơn giản các bạn ơi, nó có một cái cục hít và cứ thế là mở ra thôi, chứ không cần phải gạt khóa hay là bật khóa gì cả. Cái khóa ở đấy chỉ là trang trí thôi các bạn ạ. Trời ơi, phèn ơi là phèn luôn ý. Khu vực này thì những cái thiết kế trên cái chất liệu nó khá là thô ấy các bạn, kiểu vải mình không biết đây là vải gì nhưng mà nó khá là thô, khá là dày. Nhưng mà một set này thì mặc cũng khá là ổn. Set này thì nhìn kiểu baby lắm luôn ý, cũng xinh nữa, nhưng mà nó chắc là cũng hơi hở một chút. Mà mặc đi biển thì cũng ok mà, rất là xinh. Phim của mình với chiếc áo này là nhìn nó như là một quả bí ngô Halloween. Khi mà mình cầm lên thì nó đã bị rủ xuống bớt rồi. Thế nhưng mà thực ra nó rất là phồng. Và nó là dạng áo ống nữa thì mình nghĩ là chắc là mình chọn một cái quả bí ngô ở người ấy. Mình nghĩ là cái áo này mình sẽ mặc lên dịp Halloween. Tiếp tục là những cái kiểu dáng quần short, nhưng mà cái này là lưng cao và nó có hai màu trắng và màu jean như vậy. Có hai hàng nút nữa. Khu vực này là màu giống như kiểu nó hơi vintage một chút á, tông màu trầm mà lại có chấm bi lớn nữa. Và để phối hợp với cả chiếc đầm màu nâu như vậy thì mình đã tìm được một cái đôi guốc màu nâu óng ánh. Mang vào chân thì nó cũng rất là trắng chân, thì nhưng mà nó khá là làm cho tuổi của mình bị già đi ấy các bạn. Đây mình chỉ mang chơi thôi nhé. Cái chân váy này cũng rất là lạ và hay ha. Và không thể thiếu khi mà đi tới store của Zara thì phải ghé qua một cái quầy gọi là quầy nước hoa. Đợt này cũng được cập nhật cũng khá là nhiều những kiểu dáng mới, những mùi hương mới. Hết được, mình có thử vài mùi thôi, tại vì thử nhiều quá thì nó cũng làm cho mũi mình không còn nhạy được mùi nữa. Nhưng mà về cái packaging thì mình thấy rất là yêu ha, rất là cưng. Cái giá của nước hoa ở Zara thì nó cũng rất là vừa phải. Mình nghĩ là các bạn có thể mua để tặng cho bạn bè hoặc người thân trong những dịp sinh nhật này, nó cũng rất là ok. Đợt này mình đi thì thấy là Zara họ có bán thêm cả son môi nữa, có dạng son thỏi này. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn follow, like và subscribe kênh của mình để lần tới chúng mình cùng nhau lon ton đến những cái store khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.